con mochino màu ghi như các chị gái nhá. Hôm trước em có mặc và hôm nay shop về thêm được tầm, hôm nay shop bao này tầm 3 cọc, 3 4 cọc. Các chị gái chốt nhanh cho em khỏi hết nha. Con mochino, con chuột. Được chưa ạ? Này tắc mắc đầy đủ nha các chị gái nhá. Nhìn cái cổ áo này. Cổ áo rất xịn xò luôn. Chốt luôn cho em nha. Đây là mã bao nhiêu? Mã bao nhiêu? M23 169.000. M23 nha. Lên luôn cho em nha mã M23. Con này form rộng đấy. Đẹp quá. M23 form rộng đấy. Hôm trước em mặc con màu ghi này nè. Mà hôm trước hết rồi. Hôm nay là mới có nha. M23. Đây là. Này, xịn xò chưa này. M23 nha. M23. M169.000 M23. Ok, em bắt đầu chốt nha. Đào Thúy Hạnh ok này. Quyên Nguyễn ok này. Jenny Nguyễn hai cái này. Thiền Cua ok. Trang Hùi ok này. An Hoàng Huy Đậu ok. Bé Tư hai chiếc này. Nguyễn Thị Nguyệt ok. Kim Phí Cao Dương ok. Vân Vũ ok. Cái này cho Mích Ngọc. Ok, Trần Tố Nguyên ok. Phương Thảo ok. Cái này cho không giới hạn ok nhá. Thanh Vân ok này. Như Phạm ok. Thúy Vi Nguyễn ok này. Phương Giấy em hết rồi chị ơi. Em hết sạch rồi. Emily Hà ok. Thu Thảo Trần ok này. Cái này cho Trang Bùi và Tùng. Trang Bùi ok này. Ly Zin 2 này. Trà Xanh ok này. Thúy Vi Nguyễn ok này. Loan Trịnh ok này. M23 nhá. Subin Bảo An ok. Ni Nắc Cao ok. Nguyễn Huyền ok này. Hết chưa? An Minh Nguyễn ok này. Thiếu chị nào thì comment lại cho em nhá. M23. Ok, Phượng Cận ok này. Phương Phạm ok chị này. Phương Thủy ok. Phương Thủy ơi sao không chốt đơn được thì này. Không chốt đơn được. Sao thế nào? Trần Đoan hay Trần Đoàn ok này. Kim Oanh ok. Nguyễn Thu Minh của em được rồi nha. M23 còn một con này chốt cho chị nào lúc này. Để chị chốt lúc này. À đã mãi hết.